Hello, Cường xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hôm nay thì Cường xin giới thiệu cho quý vị và các bạn về một cái mẫu biệt thự mái thái 2 tầng hình chữ L như quý vị và các bạn nhé, theo cái phong cách kiến trúc là tân cổ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì là Cường xin phép là chia sẻ rất chuyên sâu cho quý vị và các bạn về cái không gian giải pháp để cho quý vị và các bạn có thể là nắm bắt được và có thể là áp dụng trực tiếp được vào trong cái công trình của nhà mình. Thì trước khi đi vào video lần này thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Cường thì Cường xin mời quý vị và các bạn là hãy nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất ạ. Trong cái công trình lần này thì là bên mình đang làm cho nhà anh Tiến ở Mỹ Đức, Hà Nội nhé quý vị và các bạn nhé. Anh hôm nay là ngày 29 tháng 3 là anh sắp sửa, là ngày mai là anh đã đổ mái rồi. Đó thì ngày mai bên mình sẽ lại tiếp tục về và để là giám sát cái phần sắt mái cho anh. Thì các bạn nào mà quan sát trên kênh của mình thì mình đã có chia sẻ về cái sắt móng của nhà anh rồi. Đó, còn bây giờ thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ chuyên sâu cho quý vị và các bạn về không gian và giải pháp ạ. Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem trên màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây. Đó chính là cái mặt tiền công trình như quý vị và các bạn nhé. Công trình lần này là có cái mặt tiền là bằng 10m ạ, và chiều sâu của công trình là bằng 17m nha quý vị và các bạn nhé. Trong cái công trình lần này thì đất đang là hình thang, thế nên là bên mình đang thiết kế theo hình chữ L. Thì theo nữa thì quý Cường xin phép là chia sẻ rất sâu cho quý vị và các bạn về những cái giải pháp về cái không gian bên trong và cả kích thước nữa để cho quý vị và các bạn dễ hình dung ạ. Đây là cái mặt tiền của công trình. Thì trên cái mặt tiền công trình này thì là bên mình đang thiết kế theo cái phong cách kiến trúc là tân cổ, với những cái đường nét G vào chỉ rất là chuẩn và đúng với tỷ lệ nha quý vị và các bạn nhé. Trong kiến trúc nhà tân cổ mái thái thể hiện được cái sự sang trọng thì chúng ta cần phải quan tâm rất nhiều ở đây, đó chính là cái bề mặt về tỷ lệ. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy cái tỷ lệ các cái đầu thước cột này, các thước cột trong tân cổ và các cái phần lan can đây. Ở phía dưới tầng 1 thì là bên mình đang ốp đá marble vàng Tây Ban Nha nhé quý vị và các bạn nhé. Đây là một trong những loại đá mà rất bền với thời gian và cực kỳ là sang trọng cho cái công trình tân cổ của quý vị và các bạn. Và tiếp theo thì là bên mình đang ở trên cái phần lan can này, thì quý vị và các bạn có thể thấy rằng là bên mình đang ốp đang làm cái lan can bằng gang giả đồng, gang đúc đồng nhé quý vị và các bạn nhé. Thì công ty cổ phần kiến trúc HCG cũng là một trong những đơn vị chuyên tư vấn thiết kế thi công gang đồng ở trên toàn quốc. Thì quý vị các bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ ngay với Cường qua số điện thoại là 0988 để Cường sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn là có cái sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất. Bên mình là có làng ở làng Mỹ Đồng, Hải Phòng luôn như quý vị và các bạn nhé. Mình có xưởng rất là to 1.000m2 ạ. Tiếp theo thì quý vị và các bạn hãy cùng Cường lên bên trên tầng 2 này. Thì trên mặt bằng trên tầng 2 thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là các cái đầu cột này bên mình đang nhấn nhá bởi những cái gờ phào và các cái đường cong đây. Cái đường cong này này thì quý vị và các bạn phải thiết kế làm sao cho nó đủ độ cong thì cái công trình của chúng ta mới có thể là đẹp được. Và cái phần góc của cái mái thái này bên mình đang làm là bằng 35 độ nha quý vị và các bạn nhé. Cái góc chéo này là bằng 35 độ. Điểm nhấn ở đây bên mình đang sử dụng chủ yếu là một cái hình đường hình tròn đó ạ. Và cái ô này là để chúng ta phải thoát được khí cho cái phần mái thái của công trình. Tiếp theo thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là toàn bộ cái hệ cửa đằng trước này bên mình đang sử dụng là cửa lim Nam Phi đó. Và cái phần cửa bên trên này toàn bộ bên mình đang sử dụng ở đây đó chính là cửa thủy lực nhé quý vị và các bạn nhé. Bảng là bảng 180 đó, rất là sang trọng cho nhà anh Tiến ở Mỹ Đức, Hà Nội ạ. Ở đây bên này thì là bên mình đang sử dụng là một cái dàn hoa. Tiếp theo thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái phối cảnh góc của công trình để chúng ta hình dung công trình của nhà mình nó rõ ràng hơn ạ. Trên màn hình của quý vị các bạn đang xem đây, đó chính là một cái phối cảnh góc của công trình của nhà anh. Thì nhà anh nằm ở cái khu vực ngã ba và anh tận dụng cái khu vực này để làm cái không gian, cái chỗ để anh bán cám nha quý vị và các bạn nhé. Thế nên là cái không gian như thế này, bên mình sẽ gen cho anh thêm một cái góc này nữa để cho mọi anh có thể là ngắm công trình từ xa. Thì cái công trình khi mà mình cân đối về cái mặt tỷ lệ, cái chiều cao của nhà thì là bên mình cần phải đạt được đây là hơn tầm 4m. Để làm gì ạ? Để cho cái nhà của mình nó cao và cái tầng 2 của mình cũng phải làm cao, rất là cao hơn. Và cái phần mái này bên mình đang xây cao lên khoảng 1m nữa. Và phần mái này này thì bên mình làm cao khoảng tầm từ 1m2 đến 1m4, nó làm cho cái hệ mái khi mà chúng ta nhìn từ xa nó đẹp hơn, nó cao hơn và chúng nó không bị là lùn so với lại cái nhà ở phía đằng trước nhé quý vị và các bạn nhé.
Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường đi vào gần hơn để chúng ta quan sát cái mặt bên của công trình. Bỏ cái phần nhà kinh doanh đi thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là tất cả các cái hệ thống cửa ở bên mình, tất cả các gờ phào bên ngoài này thì bên mình đang sử dụng chủ yếu ở đây là những cái chiếc phào tân cổ rất là đẹp và nhấn nhá vào các cái khung cửa sổ, nó giống như là cái mi của chúng ta nha quý vị và các bạn nhé, nhưng mà được cân đối tỷ lệ rất là chi tiết đó. Phần bên trên này cũng có cái ô vực, khu vực thông gió. Cái phần mái ngói này thì là bên mình đang sử dụng ở đây là ngói Fuxi nhé quý vị và các bạn nhé. Thì các bạn nào mà muốn mua ngói hay là thi công cái phần ngói thì quý vị và các bạn có thể là kết nối với Cường, thì Cường giúp quý vị và các bạn là mua được cái ngói với lại cái số lượng lớn và rẻ nhất nhé quý vị và các bạn. Đó, tiếp theo thì Cường xin mời quý vị và các bạn đi vào cái không gian tầng 1 để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và áp dụng cho cái công trình của nhà mình ạ. Trên màn hình của quý vị và các bạn đang xem đây, đây chính là cái không gian tầng 1 nhé quý vị và các bạn nhé. Thì theo nữa Cường xin phép là chia sẻ sâu về mảng kích thước cho quý vị và các bạn dễ hình dung ạ. Còn cái mặt tiền của công trình này là bên mình đang làm là bằng 10m này. Chiều sâu của công trình mình đang làm là bằng 17m nhé quý vị và các bạn, tính cả sảnh. Đây là khu vực vào, thì khi mà vào thì chúng ta có một cái không gian, đây là không gian phòng khách nhé quý vị và các bạn nhé. Thì anh kết nối ở đây anh đặt là luôn là cái khu vực phòng thờ. Đối với lại không gian phòng khách mà kết hợp với phòng thờ thì nó làm cho cái không gian của mình ý, nó ấm cúng và mình có thể là hương khói nó tốt hơn nhé quý vị và các bạn nhé. Thì quý vị và các bạn có thể đặt phòng thờ ở trên tầng 1 hoặc tầng 2 tùy vào cái nhu cầu, cái mong muốn của quý vị và các bạn. Trên màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là cái tổng thể cái khu đất này là cái hình thang mà phần cuối là hóp. Thế thì khi mà kiến trúc sư của bên kiến trúc HCG nhận được cái nhiệm vụ thì bên mình sẽ phải tính toán làm sao để cân đối về cái mặt không gian. Thứ hai là cân đối về mặt phong thủy. Thì tất cả những cái khu vực nào mà phong thủy tốt thì mình sẽ đặt những cái khu vực phòng ngủ, cầu thang và khu vực phòng khách. Còn những cái khu vực mà phong thủy xấu thì mình đang sử dụng chủ yếu ở đây, đó chính là cái phòng vệ sinh và phòng bếp nhé quý vị và các bạn nhé. Tại sao lại vậy? Thứ nhất là chúng ta cần phải nói đến là khi mà táo ngự thì chúng ta táo là phải đặt ở các cái cung xấu để là nó đốt được những cái khí xấu đi và nó chấn những cái khí xấu nó vào trong cái không gian của nhà mình. Thứ hai nữa là ở khu vực vệ sinh thì chúng ta nên đặt vào cái cung xấu. Những cái cung xấu ở đây thì chúng ta có thể nói đến là tuyệt mệnh này, đó, hay là ngũ quỷ này, đó, hay là lục sát này, đó. Thì công ty của Cường là một trong những đơn vị chuyên tư vấn thiết kế và thi công những công trình nhà ở dân dụng. Bên mình có một đội các nhà phong thủy để có thể làm việc trực tiếp với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn nhé. Nên là các bạn rất là yên tâm trong quá trình mà thiết kế nhà. Kết nối giữa không gian cái khu vực này đi ra đây là từ phòng khách ra thì chúng ta thấy được mình đang xử lý cái góc rộng này, bên mình đang làm là thành cái khu vực phòng ăn nhé quý vị và các bạn nhé. Và đây là hai phòng ngủ nè, và bên mình làm sát vào cái khu đất. Thì khi mà nằm sát vào đất ấy, thì cái phòng ngủ trong này sẽ bị tối. Thì để giải quyết vấn đề đấy thì bên mình mở một cái cửa sổ ở đây để cho lấy khí được vào trong cái khu vực phòng ngủ 01 này. Và đây là ngoài thì chúng ta có cái phòng ngủ 02 thì Cường mở cửa sổ ở cái phần cầu thang nên là phòng sẽ rất là thoáng như quý vị và các bạn nhé. Ở đây là hai phòng vệ sinh thì quý vị và các bạn đã biết rồi. Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường lên trên tầng 2 để chúng ta xem và áp dụng cho cái không gian của nhà mình. Thật là tuyệt vời khi mà các cái không gian chết cũng như là những cái không gian mà xấu thì đều được bên mình là tính toán làm sao cho nó phù hợp. Thì khi lên trên tầng 2 thì quý vị và các bạn có thể thấy là bước trên lên tầng 2 chúng ta có một cái khu vực phòng sinh hoạt chung, phòng khách để cho anh tiếp khách riêng của anh rất là rộng và đẹp nhé quý vị và các bạn nhé. Và theo đó thì chúng ta sẽ có hai khu vực phòng ngủ. Cái phòng ngủ này thì là bên mình đang bố trí ở đây là cái góc chéo này thì bên mình bố trí những cái tủ vào và làm bàn học để cho cái phòng nó vuông. Còn phần này là bên mình cái phần này thì bên mình đang làm cái lan can ở bên ngoài để cho anh Tiến có thể là trồng những cái cây hoa, những cái giò phong lan, năm cánh trắng phú thọ cây cường được. Tiếp theo thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là cái không gian ở bên này là bên mình đã bố trí để trồng cây rồi phải không ạ? Và phần bên trong này thì là bên mình vẫn đang bố trí để làm gì ạ? Bên mình đang thiết kế vẫn là cái khu vực vệ sinh riêng nhé quý vị và các bạn nhé. Còn đây là cái khu vực mà chúng ta làm cái chỗ mà để chúng ta đặt máy giặt cũng như là chúng ta phơi phóng quần áo đặt ở bên ngoài này.
Một số những cái lưu ý quan trọng cho quý vị và các bạn là thiết kế cái cầu thang làm sao cho nó chuẩn phong thủy nhất. Thì cầu thang được tính ở trên tổng tầng, thì các bạn nên thiết kế cầu thang nhà tầng là số những cái con số đẹp như là 17 bậc này, 19 bậc này, 21 bậc này, 25 bậc này, 33 bậc này, 41 bậc này, là những cái con số rất là đẹp cho quá trình mà chúng ta thiết kế cầu thang. Thì bạn nào mà cần tư vấn chuyên sâu về thiết kế cầu thang thì quý vị, các bạn có thể liên hệ với Cường để Cường tư vấn cho quý vị và các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường đi vào bên trong cái không gian của công trình để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cái kích thước để các bạn có thể là áp dụng cho cái ngôi nhà của nhà mình nó tốt hơn ạ. Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem. Trên đây là cái mặt bằng chi tiết của công trình. Đây là nhà anh Nguyễn Văn Tiến như quý vị và các bạn nhé. Và công ty của mình là công ty cổ phần kiến trúc HCG. Đây là cái khu vực phòng khách này, là bên mình đang để vuông vước này, cái diện tích là 28m2. Đây là lối vào cầu thang, các cái lưới cột là 5m này, 2m7 này, 3m3 này, 3m3 này. Phòng ngủ 01 này được 11m, phòng ngủ 02 được 14m này, bếp được 30m này. Tất cả những cái lưới cột này bên mình đang thiết kế rất là rộng để là cái khu vực cầu thang đây. Thì chúng ta sẽ có cái khung này không cần phải làm cột nữa. Đó, và đây là cái khu vực phòng tắm để phòng vệ sinh, sân ướt ạ. Bước chân lên trên tầng 2 thì bên mình đang làm là 25 bậc như lúc nãy Cường đã chia sẻ. Và đây là cái phần mà chúng ta phải làm lõm vào để là cái mái này, bên mình đang làm sát đất rồi. Thế nên cái phần này chúng ta phải làm lõm vào để cho nó cân đối cái phần sảnh của nhà anh nhá quý vị và các bạn nhá. Đó, và chúng ta cũng có cái không gian rất là hợp lý, bố trí cực kỳ là hợp lý, phải không ạ? Trên màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây, đó là một số cái bản vẽ của bên mình. Thì tất cả các cái bản vẽ của bên mình đều là rất rõ ràng và chi tiết cho anh Tiến có thể làm được. Và các cái bản vẽ của bên mình thì đều được mô phỏng trên cái khía cạnh là 3D. Cứ 2D thì bên mình sẽ có 3D kết hợp kèm theo để làm gì ạ? Để cho thợ của nhà anh Tiến có thể hiểu và làm được theo đúng cái công trình của mình. Ví dụ như đây là cái phần cái cột này này, thì là bên mình đều là, ví dụ đây là mặt cắt của cái cột, thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là kích thước là 700 x 700. Và từ những cái gờ phào chỉ nhỏ 30 này hay là 160 này, đó thì đều là ghi rất rõ đây rồi. Và những cái đường phào chỉ và bên mình đang làm đây, đó thì đều có những kích thước rất rõ ràng và được mô phỏng mô tả ở trên cái phần 3D. Đó, cứ 2D thì bên mình có 3D kết hợp kèm theo để làm gì ạ? Để cho các bác thợ là dễ hình dung và dễ làm. Đơn vị công ty cổ phần kiến trúc HCG là đơn vị tiên phong trong quá trình mà thiết kế công nghệ hiện đại nhất trong quá trình là mình sử dụng phần mềm BIM nha quý vị các bạn nhé. Và kết hợp những phần mềm cơ bản nữa là AutoCAD như mình đang sử dụng đây. Đó. Và các cái phần bản vẽ của bên mình ý, thì đều được tính toán làm sao cho nó chuẩn với lại cái kết cấu, chuẩn với lại cái phong thủy nhất cho quý vị và các bạn. Ví dụ như quý vị các bạn có thể thấy được rằng là đây là phần cửa, thì mình có cái kích thước chung và đây là có cái kích thước thông thủy. Thì các bạn nào cần thì các bạn có thể là lên trên mạng và search chữ như này là thước lỗ ban ạ. Vào phần thước lỗ ban ở trên mạng như quý vị và các bạn nhé, thì các bạn có thể thấy có rất là nhiều các đơn vị họ cung cấp cái thước lỗ ban đó. Để các bạn vào các bạn kiểm tra thì trên cái thước lỗ ban này này, nó có 3 loại thước: thước 52, thước 42 và thước 38.8. Thì các bạn chọn làm sao để cho 3 cái hàng thước này nó đỏ là cái thông số cửa của chúng ta là đẹp nhất nhé quý vị và các bạn nhé. Đó, đây cũng là một trong những cái đơn vị mà họ làm cái thước lỗ ban này, thì là mình cứ sử dụng của họ thì mình cứ vào trang của họ thôi. Đó. Ok, thì cứ thử check một cái thước lỗ ban cho quý vị và các bạn xem để quý vị và các bạn có thể là áp dụng ngay được vào trong cái công trình của nhà mình ạ. Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường check cái thước lỗ ban để xem là các cái kích thước cửa phong thủy của chúng ta có chuẩn không nhé quý vị và các bạn nhé. Và quý vị và các bạn khi mà biết được các kỹ năng này, quý vị và các bạn có thể là áp dụng ngay được vào trong công trình của nhà mình. Vậy nên bạn nào mà đang xem cái video của Cường thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất và nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ kiến trúc HCG dành tặng cho quý vị và các bạn trong những cái ngày lễ cũng như những ngày Tết và những ngày sinh nhật của các chủ đầu tư cũ ạ. Trên màn hình của quý vị và các bạn đây, đó chính là một cái bộ cửa của bên mình này. Đây là hai bộ cửa này. Thì trên này chúng ta sẽ có cái kích thước phủ bì là cái kích thước này là 880 và kích thước này là 1980. Đây là cái kích thước mà chúng ta có thể thấy được rằng là nó khi mà nhập vào nó sẽ ra con số xấu. Thế nhưng mà cái kích thước mà để chúng ta kiểm tra phong thủy đó là cái lọt lòng bên trong này, thì các bạn có thể thấy được rằng là cái phần này là chúng ta là 780 này, và cái phần ô gió của cửa này là 1530.
đúng không ạ? Đây ạ, 1530 và 780. Đó thì bên mình sẽ có cái kích thước là 780 và 1530 ở đây là thông thủy cho quý vị và các bạn, phải không ạ? Thì Cường xin phép là sẽ bật cái thước lô ban lên và Cường check, Cường kiểm tra cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn biết được là cái độ chuẩn của kiến trúc HCG từ những cái chi tiết nhỏ nhất nó như thế nào nha quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên các bạn lên trên mạng search chữ thước lô ban vào một bất cứ một trang nào thì chúng ta có ba loại thước 52, 42 và 38. Các bạn nhập số là 780, các bạn nhấn enter. Đó, thì các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta đang có một cái là thiên mộc và tinh phúc nhé quý vị các bạn nhé. Nếu mà các bạn kéo lên bên trên này một chút thì chúng ta là được 810, thì chúng ta sẽ được cả ba thước nó đỏ đấy. Còn đây là cái thước 42 này, là thước khối xây và bê tông và bậc này. Đó, thước 38.8 là tủ tường này, thước này là 52 là cửa này. Nếu mà chúng ta chỉ cần đạt được một trong hai thước là chuẩn thì là chúng ta đã rất là tốt rồi nha quý vị các bạn nhé. Còn ba thước mà chuẩn thì càng tốt hơn. Đó, ví dụ như vậy là các bạn dễ hình dung và dễ hiểu phải không ạ? Hay là chúng ta sẽ nhập là 1530 giống như cái cửa sổ chiều cao của mình thì Cường xin phép là chọn cho quý vị các bạn xem thì nó được cả ba cái thước. Cung đầu tiên thì chúng ta rơi vào cung tể tướng. Đó, cung thứ hai chúng ta rơi vào cung quan và cung thứ ba chúng ta rơi vào cung tài. Trong các cái cung mà để chúng ta làm ăn phát đạt thì chúng ta nên đặt vào những cái cung mà quan này, tài này, nghĩa này, đinh này. Đó, đinh là gì ạ? Đinh là thêm nhân khẩu, đúng không ạ? Hay là đinh thì trong đinh thì nó còn có đăng khoa, nó còn có đỗ đạt đấy. Hay là chúng ta có ví dụ như các bạn làm cửa chính thì các bạn có thể là nhập cái con số như thế này này. Cường xin phép chia sẻ cho các bạn là 2350. Đó, bà con nào mà đang xem bà con có thể là áp dụng cho mình nhé các bạn nhé. Ok, chúng ta ấn nút ạ. Thì chúng ta sẽ ra được ngay 2350 thì nó rơi vào là chí tồn này, nó là nhân lộc. Và nghĩa thì nó rơi vào cung cát. Và đinh thì nó rơi vào cung tài vượng. Tất cả những cái gì mà Cường chia sẻ cho các bạn là với kinh nghiệm rất là lâu năm trong quá trình mà mình thiết kế thi công các công trình ở trên toàn quốc. Đó, một năm thì một tháng thì mình làm gần 100 công trình. Thế nên là mình có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong quá trình mà thiết kế. Ngoài kinh nghiệm đấy ra thì bên mình cũng luôn luôn là có những cái bậc thầy về phong thủy để có thể là làm tốt cho quý vị các bạn có những công trình nó tốt nhất. Chúng ta làm thì đầu tiên thì chúng ta phải nói là chuẩn về kỹ thuật, chuẩn về không gian. Đó, và phải có thêm ở đây nữa là phong thủy. HCG là một trong những đơn vị tiên phong mà làm được điều đấy nha quý vị các bạn nhé. Vậy nên các bạn nào mà có nhu cầu tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan sân vườn, quý vị các bạn hãy liên hệ ngay trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988799322. Cường sẽ là người trực tiếp mà tư vấn thiết kế cho quý vị và các bạn, phải không ạ? Vừa rồi Cường đã chia sẻ rất kỹ cho quý vị và các bạn về cái công trình của nhà anh Tiến, một công trình một nhà theo phong cách kiến trúc là tân cổ mái Thái hình chữ L. Đó, bạn nào mà cần bộ hồ sơ này các bạn có thể là inbox với Cường hoặc bình luận dưới video. Và các bạn nào mà có nhu cầu thiết kế các bạn hãy liên hệ ngay với mình. Bây giờ thì Cường xin phép kết thúc cái video lần này. Cường xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối hàng ngày nhé quý vị và các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và chúc chúng ta luôn luôn có những công trình đẹp nhất để chúng ta là sống thoải mái trong cái không gian của mình. Cường xin chào và lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.